Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa quý vị đang xem chương trình truyền hình Phật giáo QCB số 82 do Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021, bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây. Thông bạch đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhiều chùa Quảng Nam tiếp tục ủng hộ bà con vùng dịch. Những hoạt động từ thiện nổi bật của các chùa nhằm giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Gần 5.000 người tham dự chương trình trực tuyến bông hồng cài áo tại Pháp. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký thông bạch số 193 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565, dương lịch 2021 gửi đến Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện. Mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565, dương lịch 2021 đang đến gần. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm vô cùng phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện của giáo hội đang thực hiện cấm túc, ở yên tại chỗ tu tập, tụng kinh cầu nguyện, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đem lại bình an cho tất cả mọi người. Nhiều chùa đang nỗ lực ngày đêm nấu những suất cơm đông đầy tình thương, tràn ngập từ bi, hiếu nghĩa, gửi tới đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, cũng như quan tâm đến các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch. Có những tăng ni Phật tử đang tận tâm phục vụ người bệnh trong các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến, khu thu dung. Đó chính là những bông hồng đầy ý nghĩa dâng lên Đức Phật, chư vị tổ sư và hai đấng sinh thành, cũng như hồi hướng tới chư vị tiền bối hữu công, anh linh các anh hùng liệt sĩ và cửu huyền thất tổ trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tán thán công đức những phát tâm ủng hộ đóng góp, những nghĩa cử cao đẹp, sự dấn thân vô quải ngại của tăng ni, Phật tử chung tay cùng cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong mùa Vu Lan năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị 1. Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện cấm túc, ai ở đâu, ở đấy, tụng kinh Vu Lan, báo hiếu mẹ cha và hồi hướng tới cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, quốc thái dân an, không tập trung đông người, tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu Lan. 2. Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, tăng ni trụ trì các chùa, cơ sở tự viện phát huy sáng tạo các hình thức sinh hoạt trực tuyến online trong mùa Vu Lan năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân. Đồng thời, nhờ sức gia trì của tăng ni góp phần đem lại năng lượng tích cực, cứu độ người dân vượt qua tâm lý khủng hoảng trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. 3. Các chùa cơ sở tự viện có đông tăng ni đang cấm túc sinh hoạt chúng và an cư kiết hạ trong nội viện. Nếu tổ chức Vu Lan, cần thông báo tới chính quyền địa phương và phải nghiêm túc thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại công văn số 186 ngày 28 tháng 7 năm 2021. Trong quá trình tổ chức Vu Lan, phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đảm bảo giãn cách theo quy định. 4. Tăng ni, Phật tử bằng hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất trong mùa Vu Lan năm nay, hãy tiếp tục phát tâm ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho các quỹ phòng chống dịch COVID-19 và quỹ vaccine COVID-19 để chung tay cùng các cấp chính quyền, đảm bảo mọi người đều được tiêm vaccine miễn phí và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân. 5. Giáo hội kêu gọi các đạo tràng Phật tử hãy phát tâm tổ chức nấu những suất cơm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong mùa Vu Lan. Vì sự trang nghiêm và ý nghĩa của đại lễ Vu Lan báo hiếu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố triển khai quán triệt nội dung thông bạch này đến các chùa, cơ sở tự viện và toàn thể tăng ni Phật tử nghiêm túc thực hiện. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2021, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine phòng COVID-19 theo quy định. Theo đó, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho chức sắc, chức việc, các tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh tại nhà đa năng, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, số 3 đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ.
các vị chức sắc chức việc đến tiêm vaccine phòng COVID-19 đã nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn, giữ khoảng cách giữa mỗi người theo quy định. Chư Tôn Đức Bang trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiêm vaccine đợt này là loại vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Trước khi tiêm vaccine, Chư Tôn Đức được khám sàng lọc, thực hiện các quy định trong tiêm vaccine. Sau khi tiêm, mọi người đều ngồi lại 30 phút để theo dõi phản ứng của vaccine. Nhân viên y tế cũng hướng dẫn kỹ lưỡng cách theo dõi sức khỏe sau khi về chùa. Theo Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho chức sắc chức việc các tôn giáo thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền mặt trận tỉnh đối với các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, qua đó góp phần động viên các chức sắc chức việc trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng lòng cùng cả nước chống dịch, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 80 tăng ni, Phật tử tình nguyện lên đường tham gia công tác phòng chống dịch, hỗ trợ các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến, khu điều trị COVID-19. Đây là việc làm thể hiện đức hy sinh, tinh thần dấn thân với ý nghĩa cao cả của những người con Phật. Sáng ngày 22 tháng 7, tại hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyền Thanh Quang, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất phát cho tình nguyện viên đợt 1 đến các bệnh viện dã chiến và bệnh viện hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19. Lễ xuất quân đợt 1 này có 299 vị tình nguyện viên, trong đó có 240 nữ và 59 nam. Trong đó, Phật giáo có 80 tăng ni. Các tình nguyện viên đợt 1 được Sở Y tế phân công đến phục vụ tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện dã chiến số 10 và Bệnh viện dã chiến số 12, thành phố Thủ Đức. Được biết, ngoài vật dụng cá nhân, các tình nguyện viên được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trang bị các dụng cụ y tế để bảo vệ phòng chống dịch bệnh. Trước khi tham dự lễ xuất quân, tất cả tình nguyện viên đến phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức điều trị COVID-19 đều được tiêm vaccine, test SARS-CoV-2. Tình nguyện viên cũng đã tham gia khóa tập huấn và làm bài kiểm tra trực tuyến do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức về kỹ năng an toàn, biện pháp 5K và những kiến thức căn bản trong việc phòng ngừa COVID-19 và giúp đỡ các bệnh nhân F0 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến và bệnh viện hồi sức điều trị COVID-19. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, 612 tăng ni Phật tử đã đăng ký phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19, yêu cầu độ tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe đảm bảo cho công việc. Trong đó có 59 tăng ni và 553 Phật tử, nam có 243 người và nữ có 369 người. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 399 người và các tỉnh thành khác là 213 người. Người am hiểu y tế có 131 người, tình nguyện tham gia 2 tháng có 170 người và 1 tháng có 442 người. Số lượng còn lại trong danh sách 612 tăng ni và Phật tử đăng ký sẽ tiếp tục lên đường vào đợt 2, theo sự điều phối của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Bên cạnh việc tiếp sức cho người dân khó khăn đang điều trị COVID-19, những đồng bào từ miền Nam về quê tránh dịch đang thực hiện cách ly, thì chư tăng ni, Phật tử các chùa cũng vẫn tích cực quyên góp các nhu yếu phẩm, rau củ quả để những chuyến hàng thấm nghĩa đồng bào từ xứ Quảng vẫn tiếp tục được lăn bánh xuất phát, mang yêu thương, san sẻ gửi vào miền Nam. Trong những ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam đã có ca nhiễm COVID-19, nhiều địa phương phải phong tỏa giãn cách xã hội để chống dịch. Đồng bào miền Nam trở về quê tránh dịch, đang phải thực hiện cách ly, khó khăn chồng chất khó khăn. Thế nhưng những chuyến hàng thấm nghĩa đồng bào vẫn xuất phát vào Nam từ những ngôi chùa quê nơi xứ Quảng. Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2021, đạo hữu Phật tử chùa Phú Khoan, xã Tâm Phú, thành phố Tam Kỳ đã chuyển hơn 2 tấn hàng đến trạm thu phí cao tốc Phú Ninh để chuyển sang xe tải lớn hướng về chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyến hàng thứ 3 của chùa Phú Quang. Để có được chuyến hàng này, sư cô Thích Nữ Tịnh Nhật, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Tam Kỳ, trụ trì chùa Phú Quang đã vận động đạo hữu, kẻ công người của, góp từng gói tép khô, bún khô, đóng từng thùng xốp rau củ tươi để gửi tặng đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình chống dịch. Trước đó vào ngày 21 tháng 7, chùa Phú Quang cùng chùa Tam Bảo thành phố Tam Kỳ và một số chùa khác đã thực hiện một chuyến xe nghĩa tình với hơn 20 tấn hàng vào Nam. Tại huyện Núi Thành, hai chuyến xe nghĩa tình đợt thứ 3 với hơn 5 tấn hàng hóa của chùa Vĩnh An, chùa Hòa Mỹ cũng đã được xuất phát vào ngày 1 và ngày 7 tháng 8 vừa qua. Còn tại thành phố Hội An, chư ni chùa Bảo Thắng, chùa Bảo Châu tự tay nấu 450 suất cơm
cùng sữa, nước suối chuyển vào khu cách ly tại trường chuyên Lê Thánh Tông và trường phổ thông dân tộc nội trú tại Hội An. Ngoài ra còn đến các chốt kiểm dịch để thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thưa quý vị, các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực chung tay hỗ trợ phòng chống dịch bệnh bằng các công việc cụ thể như trao tặng bữa cơm yêu thương, san sẻ nhu yếu phẩm đến bà con gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên QCB vừa qua, chùa Pháp Bảo thành phố Hội An đã nấu cơm ủng hộ bà con tại khu cách ly, chùa Yên Sơn tại núi Thành đã phối hợp với gia đình Phật tử huyện thăm tặng quà các khu cách ly và chốt kiểm dịch. Tại thành phố Hội An, hiện đang thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn thành phố có 3 điểm cách ly tập trung lớn và một số điểm nhỏ lại khác. Nhằm hỗ trợ người dân trong các khu cách ly, sáng ngày 3 tháng 8 năm 2021, chùa Pháp Bảo, phường Minh An đã tổ chức nấu cơm để tặng người dân tại các khu cách ly tập trung. Nhằm chung tay cùng với chính quyền thành phố Hội An để chống dịch bệnh COVID, thì Ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An cũng như các chùa đã tích cực hỗ trợ cùng với chính quyền bằng những tình tài tình vật, những suất ăn để hỗ trợ cho bà con trong khu cách ly. Ngày hôm nay chùa Pháp Bảo chúng tôi đã hỗ trợ 400 suất ăn cho những người bị cách ly là F1 Hội An cũng như những người là đồng hương từ thành phố Hồ Chí Minh về Hội An. Qua đây chúng tôi cũng gửi gắm chút tình cảm cầu nguyện cho tất cả bà con chúng ta luôn luôn được an lạc, sức khỏe như cầu mong cho dịch bệnh sớm được vượt qua. Hơn 400 suất cơm, bánh mì, sữa được chuyển đến phục vụ người dân ở hai khu cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung cấp Thủy Lợi. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình này do Đại đức Thích Thông Lưu, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An cùng Ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố vận động các nhà hảo tâm, đạo hữu Phật tử gần xa đóng góp. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các ngành chức năng huyện núi Thành thành lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào trọng yếu và khu cách ly để thực hiện phòng chống dịch. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 2021, chùa Yên Sơn phối hợp gia đình Phật tử huyện núi Thành đã đến thăm tặng nhu yếu phẩm tại khu cách ly và chốt kiểm dịch. Theo đó, đoàn đã đến khu cách ly trường Nguyễn Hiền, Nguyễn Khuyến, xã Tâm Anh Nam, trường Cao đẳng nghề Quảng Nam, xã Tam Nghĩa, các chốt kiểm soát dịch tại đường cao tốc xã Tam Hiệp, quốc lộ 1A xã Tam Nghĩa, đường ven biển xã Tam Quang. Tại mỗi điểm đến, đoàn trao tặng khẩu trang, nước uống, thực phẩm cho các cán bộ làm nhiệm vụ và người dân ở trong các khu cách ly hoặc đang chờ tại các chốt kiểm dịch. Thay mặt đoàn từ thiện, sư cô Thích Nữ Diệu Nghiêm, ủy viên Ban trị sự Phật giáo huyện núi Thành, trụ trì chùa Yên Sơn đã thăm hỏi, động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và gửi lời chia sẻ khó khăn đến các người dân đang thực hiện cách ly. Các cán bộ chiến sĩ đã có lời cảm ơn đến quý đoàn thiện nguyện, xem đây là những món quà vô giá, động viên tinh thần cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Cùng chung tay giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chùa Hương Sơn huyện Quế Sơn, chùa Viên Quang huyện Nông Sơn cũng đã tổ chức trao tặng quà và các suất ăn, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân và cán bộ thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại các khu cách ly. Chiều ngày 31 tháng 7, Đại đức Thích Bảo Tuyền, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng Ban trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử huyện Quế Sơn, trụ trì chùa Hương Sơn cùng tăng chúng đạo hữu Phật tử bổn tự đã đến cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trao tặng tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Sau khi tiếp nhận và thông tin về công tác phòng chống dịch tại địa phương, ông Lý Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã dẫn đoàn đi đến thăm và ủng hộ nhu yếu phẩm tại các điểm bếp nấu ăn, phục vụ khu cách ly, Ủy ban Nhân dân xã Quế Phú, trường mẫu giáo Phong Lan tại thị trấn Đông Phú và thăm các khu cách ly, trường tiểu học Hương An, khu thao trường quân sự tại xã Quế Mỹ, trường mẫu giáo Đông Phú. Tại các điểm đến, Đại đức Thích Bảo Tuyền đã trao tặng 300kg rau củ quả các loại và mì tôm, bột nêm, gia vị, đồng thời có lời động viên các cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ khu cách ly, sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Được biết, đây là những món quà được chùa Hương Sơn vận động gom góp từ các công ty doanh nghiệp và đạo hữu Phật tử gần xa, chung tay chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện đợt này. Ngày 8 tháng 8 năm 2021, đoàn thiện nguyện chùa Viên Quang xã Ninh Phước huyện Nông Sơn đã đến khu cách ly trên địa bàn xã Ninh Phước và ba chốt kiểm dịch của huyện Nông Sơn để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đoàn đã tặng gần 100 suất ăn sáng, nước uống đóng chai và quà cho người dân tại khu cách ly. Tại các điểm chốt, đoàn đã thăm hỏi động viên và tặng một số nhu yếu phẩm đến các lực lượng phòng chống dịch. Chương trình này do sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan, giám tự chùa Viên Quang vận động đạo hữu Phật tử, các nhà hảo tâm xa gần ủng hộ.
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con. Vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng, với tấm lòng từ bi, yêu thương của những người con Phật, chư Tăng Ni Phật tử chùa Vạn Phú và bà Tiên huyện Đức Trọng đã chung sức thực hiện nhiều hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Vạn Phú và sư cô Thích Nữ Trung Thảo, chánh thư ký Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Bà Tiên huyện Đức Trọng, cùng quý Phật tử Mạnh Thường Quân đã thực hiện chương trình Ươm mầm từ bi. Ngày 22 tháng 7, đoàn từ thiện đã thăm hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn An, ngụ tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là người vừa bị tai nạn, có hoàn cảnh neo đơn, phần quà trị giá 27 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 4 tháng 8, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ lo tang lễ cho em học sinh Phạm Tấn Lực bị đuối nước tử vong khi đang giúp mẹ làm nương rẫy. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, với tổng số tiền 48 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn đã thăm và tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người neo đơn tại ba xã Đà Loan, Đa Quyên, Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Tiếp tục chương trình Ươm mầm từ bi giúp đỡ bà con khó khăn hoạn nạn, ngày 5 tháng 8, đoàn thiện nguyện đã tổ chức tặng quà cho 50 hộ gia đình tại khu vực sông Đa Nhiêm, núi Bà Tiên, thuộc tổ 17, tổ 19, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con trong tỉnh, chùa Vạn Phú và chùa Bà Tiên cũng tích cực vận động quyên góp nhu yếu phẩm, rau củ quả tiếp sức người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cụ thể, tính từ ngày 20 tháng 7 đến nay, chùa Vạn Phú và chùa Bà Tiên cùng các thành viên trong chương trình Ươm mầm từ bi đã vận động hơn 100 tấn hàng nông sản gửi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Các chuyến xe hàng nông sản được gửi đến chùa Hương Tuệ, sông Xoài, Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Lá, quận Gò Vấp, chùa Huệ Lâm, quận 8, chùa Dược Sư, quận Bình Thạnh, chùa Phổ Hiền, quận 4, Ủy ban Nhân dân và Hội Phụ nữ quận 7, Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Thiền viện Thường Chiếu, Thiền viện Trúc Lâm, Long Đức, chùa Phước Lâm, tỉnh Đồng Nai. Thông qua các chùa phân phát và gửi tặng đến bà con bị ảnh hưởng dịch COVID-19, những hoạt động thiện nguyện vừa qua của chùa Vạn Phú và chùa Bà Tiên đã phần nào động viên bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh nhà vượt qua những khó khăn hoạn nạn gặp phải trong cơn đại dịch, thể hiện tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt. Tiếp tục chương trình là phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh tác động ngày càng lớn của cuộc khủng hoảng khí hậu, nhiều khu vực của Ấn Độ và thế giới bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Dharamsala, bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, nằm trong số nhiều khu vực ở Ấn Độ và trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi lũ quét vào mùa hè này, gây thiệt hại và sức tàn phá diện rộng sau một trận mưa 300mm được báo cáo đã rơi xuống chỉ trong vòng 30 giờ. Cảnh quay được các phương tiện truyền thông chia sẻ cho thấy hậu quả dữ dội của một trận mưa lớn ở Maglios Gani, thượng nguồn Dharamsala. Ô tô bị cuốn trôi bởi dòng nước bùn, trong khi nhiều tòa nhà cũng được báo cáo là đã bị phá hủy hoặc hư hại. Và sân bay địa phương đã hủy các chuyến bay đến. Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 12 người chết trong các trận lở đất ở thung lũng Bo gần đó sau trận mưa xối xả, bắt đầu vào ngày 12 tháng 7 và tiếp tục trong vài ngày. Dự án Đi Giới Tây Tạng, một tổ chức từ thiện được thành lập tại Hoa Kỳ, có trụ sở tại Seattle và quận Kangra của Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã báo cáo rằng bốn tu viện Phật giáo mà tổ chức này hỗ trợ là Ni viện Dolmalin, Ni viện Gedenchulin, Ni viện Học viện Susep và Ni viện Tilokpur nằm trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận lũ lụt. Tổ chức này cho biết mặc dù nước lũ đã ảnh hưởng đến các tu viện, nhưng các ni chúng vẫn an toàn. Các ni chúng vẫn an toàn, nhưng ni viện đã bị cấp điện. Dự án Đi Giới Tây Tạng chia sẻ, khu vực địa phương bị mất điện vào ngày 12 tháng 7 và có thể sẽ không được khôi phục trong một vài ngày. Ở Dharamsala, các nỗ lực đang được tiến hành để giải tỏa các tuyến đường và các con phố bị tắc nghẽn sau khi bùn tràn xuống các sườn núi. Với dân số khoảng 53.000 người, Dharamsala có lẽ được biết đến nhiều nhất với số lượng lớn người tị nạn Tây Tạng, với nhiều tu viện Phật giáo Tây Tạng nằm trong khu vực. Các nhà chức trách ở Dharamsala đã ban hành một khuyến cáo cảnh báo khách du lịch, người hành hương và cư dân địa phương tránh đi lại không cần thiết vì 142 con đường được báo cáo là bị tắc nghẽn ở Himachal Pradesh.
các đội từ lực lượng cứu trợ thảm họa quốc gia đã được huy động đến bang để thực hiện công tác cứu trợ. Thưa quý vị, đoạn văn Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh được ra đời vào năm 1962, khi ông được một sinh viên tại Nhật cài bông hoa cẩm chướng màu trắng vào khuy áo tràng trong ngày của mẹ. Thấy việc cài hoa trên ngực áo để tưởng nhớ mẹ mang nhiều ý nghĩa, thiền sư đã áp dụng nghi thức bông hồng cài áo vào ngày lễ Vu Lan. Từ đó, nhiều chùa ở Việt Nam đã tổ chức nghi thức này cho Phật tử trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Đến nay, nghi thức đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Phật tử Việt Nam. Đoạn văn bông hồng cài áo được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, đồng thời truyền cảm hứng đến nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết nên sáng tác Bông hồng cài áo, một ca khúc quen thuộc được hát lên ở tất cả các ngôi chùa trong dịp tháng 7, như điệp khúc về tình mẹ bất diệt. Chiều ngày 8 tháng 8, nhằm ngày 1 tháng 7 âm lịch vừa qua, các học trò của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại làng Mai, Pháp đã tổ chức chương trình Bông hồng cài áo với nhiều khoảnh khắc ý nghĩa nhằm khơi tâm hiếu đạo trong mỗi người chào đón Vu Lan năm 2021. Cùng gần 5.000 người yêu mến đạo Phật khắp nơi trên thế giới tham dự chương trình qua phần mềm Zoom, Phật tử Lương Đình Khoa có những ghi nhận gửi về chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 8 tháng 8 nhằm ngày 1 tháng 7 âm lịch, Tăng thân làng Mai, Pháp đã tổ chức chương trình Bông hồng cài áo chào đón Vu Lan Phật lịch 2565. Buổi lễ sử dụng hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh được diễn ra tại Thiền đường nước tỉnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng, làng Mai, Pháp, với sự tham gia trực tiếp của gần 100 chư tăng ni làng Mai. Chương trình đồng thời cũng được thực hiện trực tuyến qua phần mềm Zoom, phát trực tiếp trên YouTube làng Mai, với sự tham gia theo dõi của gần 5.000 Phật tử và những người yêu mến đạo Phật khắp nơi trên thế giới. Sau phần niêm hương bạch Phật hướng dẫn đại chúng ngồi thở bình an, hướng về thầy tổ và cha mẹ, đoạn văn bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được diễn đọc với nhiều xúc cảm trên nền nhạc piano nhẹ nhàng, ngân nga, cùng nghi thức cài hoa hồng trên áo. Tại chương trình, thông điệp mùa Vu Lan của thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng được truyền tải tới đại chúng. Theo đó, thiền sư nhắc nhở, mùa Vu Lan không phải chỉ để tưởng nhớ công ơn hai đấng sinh thành, mà mỗi người con cần biết thực tập nhìn sâu để thấy được những tài năng, đức hạnh và nét đẹp mình đã được tiếp nhận từ cha và từ mẹ, thấy mình là sự tiếp nối của cha mẹ, và mình mang mẹ, mang cha đi về tương lai, phải biết mỉm cười cho mẹ, thở cho cha và bước đi cho cả hai. Sự tiếp nối đẹp đẽ của cha mẹ nơi mình là biểu hiện cụ thể nhất cho lòng hiếu. Sư thầy Thích Minh Hy, đại diện Hội đồng Giáo Thọ Làng Mai cho biết, trong mùa đại dịch Covid-19, khi nhiều thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta ý thức rằng đất nước đang đi qua một giai đoạn rất khó khăn, nhiều người đang chật vật với sự sống, lo lắng về ngày mai. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn còn có nhau, ngay cả khi chúng ta không có gì nhiều, thiếu thốn đủ thứ, nhưng mình còn có nhau thì sẽ còn tất cả. Tình thương còn đó, niềm tin yêu còn đó, thì chắc chắn mình sẽ có một ngày mai tươi sáng. Cho nên mình cần phải giữ gìn và nuôi dưỡng nhau. Chương trình lễ bông hồng cài áo được diễn ra với mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người trở về nuôi lớn tình nghĩa và hạnh phúc trong gia đình và trong mỗi bản thân chúng ta. Theo dõi trực tiếp chương trình qua kênh YouTube Làng Mai, nhiều Phật tử đã để lại những bình luận xúc động về tình cảm đối với cha mẹ, cũng như lời cảm ơn ban tổ chức đã tạo nên buổi lễ đầy năng lượng, nuôi dưỡng và bình an. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình Phật giáo QCB số 82. Nhân dịp tháng 7 Vu Lan đến, kính chúc quý chư tôn đức và đạo hữu Phật tử gần xa đón một mùa Vu Lan an lành, đầm ấm và tràn đầy yêu thương. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.